Bạn đang xem Người đưa tin TV. Ngày 22 tháng 5 năm 2020, tập đoàn PPC An Thịnh, tập đoàn khách sạn Wyndham Hotel tổ chức lễ ký kết hợp tác và phân phối dịch vụ tại tổ hợp khách sạn căn hộ Wyndham Soleil Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam với hơn 20 công ty du lịch, lữ hành trong nước và quốc tế. Tham dự buổi lễ, về phía chủ đầu tư có bà Tống Thị Diệp, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn PPC An Thịnh, ông Nguyễn Triệu Phong, Giám đốc điều hành của Wyndham Soleil Đà Nẵng và đại diện cho hơn 20 công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài nước. Wyndham Soleil Đà Nẵng là tổ hợp khách sạn, căn hộ gồm 4 tòa tháp cao từ 50 đến 70 tầng tại vị trí độc nhất của Đà Nẵng với 4 mặt tiền đất giá, tầm nhìn vô cực ra Biển Đông, là điểm nối của giao lộ vàng Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng. Hình dáng của các tòa tháp được đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới mô phỏng các dạng san hô và các cơn sóng biển. Thang Panorama ngoài trời để ngắm trọn thành phố và Biển Đông trên từng cao độ. Đây cũng là dự án bất động sản ven biển cao nhất, có cầu kính trên không để nối các tòa tháp và là nơi check-in tuyệt đẹp cho du khách và được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Đà Nẵng. Là một trong tổ hợp 4 tòa tháp của Wyndham Soleil Đà Nẵng, tòa căn hộ khách sạn Interior với gần 900 căn hộ đang được chủ đầu tư PPC An Thịnh hoàn thiện, dự kiến được tập đoàn Wyndham Hotel đưa vào quản lý, vận hành trong quý 1 năm 2021. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.